À, xin chào mừng các bạn đến với cái video tiếp theo của mình trong cái loạt video về dòng game chiến tranh tổng lực La Mã 2. Mình là Total War Tuyên Quang và hôm nay thì mình sẽ tiếp tục cuộc chiến của các chiến binh Suebi. Ở tập trước thì các bạn có thể thấy rồi, chúng ta đã sử dụng một trong những cái chính sách rất là linh hoạt. Cái chính sách mà mình gọi đó là chính sách ngoại giao đa phương. Đó là chúng ta sẽ tận dụng tất cả các cái mối quan hệ của thế giới. Và rồi chúng ta sẽ lựa xem là tình hình thế giới như thế nào, và chúng ta sẽ quyết định. Đầu tiên là chúng ta sẽ đưa đất nước của chúng ta vào cái chính sách ngoại giao gọi là đa phương, đu dây chính trị. Chúng ta sẽ xem để tình hình thế giới nó như thế nào, rồi chúng ta sẽ lựa và quyết định. Thí dụ như thằng Assyrian Kingdom này, ở Thaxia này, ban đầu thì mình rất là lựa thời để có thể nói là cũng đã mượn đường của nó để đi đánh mấy thằng ở khu vực chiếm cái khu vực Macedonia này. Nhưng đến khi mà nó gây chiến với mấy thằng Hy Lạp này thì bây giờ mình đã quyết định đứng về phe của bọn Hy Lạp, gốc Hy Lạp, đó là bọn Ai Cập này, bọn này để tiêu diệt nó. Đó chính là nghệ thuật ngoại giao. Và bây giờ thì nói chung thì về mặt ngoại giao thì mình cũng không ngại lắm đâu, bởi vì bây giờ phía đông này là mình có thể ổn sau khi tiêu diệt lốt. Nó còn hai thành này nhưng mà khả năng nó không chịu được Nhật nữa đâu. Mình sẽ tấn công và tiêu diệt lốt. Thì mình sẽ... Kế hoạch của mình thì thực sự là mình không muốn tiêu diệt các tộc người Đức. Mặc dù ở đây chúng ta chỉ còn rất ít các tộc người Đức, những người anh em cuối cùng của chúng ta. Chúng ta có thể thống nhất các tộc Đức nếu cần. Đấy, mình nghĩ là mình có thể mình sẽ thống nhất các tộc Đức, chắc là được thôi. Mình nghĩ vậy, để có một cuộc chiến tổng lực với bọn Sugo. Thực ra bây giờ mình có thể đồng minh mấy thằng Sugo này để hoàn thành chiến dịch khá là đơn giản, bởi vì bây giờ cái điểm ngoại giao của mình nó khá thân thiết. Đấy, mình có thể thống nhất được. Có điều là mình phải chiếm được cái khu vực này. Thôi được, cứ để từ từ xem mình xem nó thế nào đã. Bởi dù sao chỗ này mấy thằng Sugo này nó cũng khá thân với mình, do mình khôi phục nó lên này. Bây giờ thì thôi được, cứ tiếp tục chúng ta sẽ tiêu diệt cái thằng Assyrium này, Assyrian Kingdom này đã. Thằng này nó đang bị âm một ít điểm ngoại giao à. Tăng cho nó ít upkeep lên nữa. Có đúng hai vợ chồng là tướng quân, âm 1, không vấn đề gì. Hệ thống chính trị của chúng ta đang kiểm soát 71% thì nó cũng là cái mức khá là cao, khá ổn. Lượt này hình như cũng không có việc gì để làm nữa, nên mình sẽ qua lượt đấy. Mình tấn công với tốc độ có thể nói là thần tốc quá. Rồi, chúng ta sẽ xuống đây và... Chưa biết là quân đoàn đấy hay quân đoàn này sẽ đánh, nhưng mà quân đoàn nào cũng được, thằng này thì chết rồi. Chết chắc luôn rồi. Không phải nghĩ. Qua lượt rồi. Thằng Ai Cập thì chắc là nó sẽ rất thân mình, bởi vì mình đã chiến tranh với kẻ thù của nó. Về mặt lý thuyết thì nó cũng đang là liên minh phòng thủ với mình, và có thể là mình sẽ đề nghị một cái đồng minh quân sự với nó nữa. Và như vậy thì sẽ có một cái sự hiệp ước rất là tốt. Mình sẽ chơi thân với các đội quân Hellenic. Trừ 12 điểm ảnh hưởng à? Pretor Dava. Có kẻ địch ở đây á? Làm gì có? Chỗ này xây cái điện thờ nữa đúng không? Cho nó chắc cờ. Nhưng mà lương thực của mình bây giờ đang rất thấp, nên mình phải tăng ruộng lên này. Đúng rồi. Đó là lý do tại sao chúng ta nâng cấp cái này. Độ của chúng ta mới đang ở cấp rất thấp. Vùng này thì rồi. Cái vùng này mà xây nhà lính thì nghe nó hơi phí nhỉ. Thực ra cái vùng này thì không cần xây nhà lính. Đập nó đi. Xây ở vùng biển thì có lẽ là tốt hơn. Chúng ta nâng cái này lên để có lương thực đấy.
Ôi hết tiền rồi. Đây, đang thiếu lương thực nghiêm trọng. Không sao. Trong này nó không có lương thực. Thanh niên này thì chết kẹt đây rồi. Con đoàn này khỏe hơn à? Rồi xong. Đây là quân đoàn của nhà vua hay sao nhỉ? Đúng rồi. Mà không biết mình có nên sử dụng đội xe bắn đá để cuối không nhỉ? Có đội xe bắn đá đấy thì cũng hay. Cơ bản nó, thứ nhất là nó chiếm diện tích lớn và nó cũng không hiệu dụng lắm. Ngoài cái tầm bắn xa ra thì nó cũng chẳng có cái gì khác cả. Sương mù. Tùy trận thôi. Sương mù, trận nào đánh sương mù nguy hiểm lắm. Đây rồi. Toàn quân của chúng ta sẽ tấn công, à chúng ta tấn công theo kiểu frenzy một trận xem. Break battle group. Stay together. Stay together. Your orders, ready and waiting. Grouped and ready. Chúng ta có đội kỵ binh cực mạnh, không phải sợ. Kỵ binh của Italia. Đội kỵ binh này nó chỉ thua mỗi kỵ binh Amphis Campania nhất của Macedonia thôi. Mình đã chơi rồi và mình biết kỵ binh Campania nhất của Macedonia là cực mạnh, không phải bản. Kỵ binh của Campania nhất của Macedonia là kỵ binh cận chiến mạnh nhất của game này. Trời đẹp quá nhỉ. Nhau trong một ngày trời đẹp thế này. Bị thật. Rồi tới rồi. Tấn công cho anh. Berserker. Our hidden units have been discovered. Rồi, chúng ta có Chagabonus rất cao nên là đánh thoải mái luôn. Không phải xoắn. Không vấn đề gì về đội trưởng. Soul Master. Lã chết giữa cung rồi đây. Cung nó rất mạnh đấy. Xe bắn đá dừng đi. Áp sát rồi. Scrappers ready. Rồi tấn công. Ủa chúng nó dã đám hết rồi. Kỵ binh này của chúng ta có cả lém phi lùm ấy. Nó lợi thế lắm ấy.
Our general is under attack. Bastards! Berserker. Đúng rồi, nó lao đến nó chém cho thì vỡ cả đầu. The enemy general is dead. Berserkers, ready for battle. Ready for battle. Wow, đội kỵ binh này giáp 129, tấn công và chiến 106. Mạnh vãi chưa. Berserker. Swordmasters. Swordmasters. Bọn ngựa này. Tất cả các lính kiếm hầu hết đều được trang bị phi lùm. Một trận chiến có thể nói là dễ dàng. Ok, kết thúc trận chiến rồi chứ nhỉ? Tasha. Tấn công dạng frenzy đối với quân Đức thì nó có một cái điểm mạnh, đó là khi bạn xông lên và áp sát của đối phương thì ngay cái Chambalot đầu tiên của nó đã rất mạnh, nó khiến đối phương mất quân khá nhiều rồi. Cái mạnh của quân đoàn rank 8 rồi cả. Đấy chưa. The old father guides my steps. Cộng 12 vào tấn công và phòng thủ cận chiến. Vãi cả trưởng. Bọn này chỉ số phòng thủ cận chiến của chúng nó kinh hồn. Tấn công thì nó không có cao lắm. Vùng này chắc phải mất khá nhiều thời gian để trị an. Cuộc chiến diễn ra quá nhanh, đối phương không kịp phản ứng rồi. Chúng có lực lượng hải quân xông vào đúng không? Mình đánh để lối này vào thì cũng được, nhưng mà đặt pháo ở đây thì mấy cái thằng ở ngoài biển nó dễ nó tấn công một pháo của mình. Kệ. Cho kỵ binh với kỵ binh đứng ở đây, tướng đứng ở đây thì nào mà ăn được. Rồi, còn lại toàn quân xông lên. All formation. Stay together. Commander, ready and waiting. Battle group awaiting orders. Rồi. Lung linh là lên luôn. Your orders. Ăn chúng nó luôn. Không vấn đề gì về đội trưởng. Mấy thằng đổ bộ này thì làm ăn gì. Quân Đức này cái phòng thủ mình có điểm là công nhận là cái phòng thủ cận chiến thì chúng nó rất mạnh. Chỉ số tấn công thì nó có thể không bằng mấy thằng Sugo, nhưng mà phòng thủ vận chiến của chúng nó rất tốt. Bắn vào này cho anh.
cái kiểu tấn công frenzy này chúng ta không phải sợ thằng nào cả. Kiểu mình tấn công kiểu frenzy. Rồi, tiếp bọn này. Cho bọn kỵ binh ấy đi lùa bọn này lát luôn. Mấy thằng cầm dao phát này làm ăn gì? Mấy thằng cầm dao phát này to đầu, đánh to đầu luôn. Ây da, đạo tướng của nó đánh lì phết nhở. Ok, dám tấn công đội cung của mình, thôi lùi lại. Rồi, đội kỵ binh rồi, sốc cho anh. Liều ăn nhiều. Liều ăn nhiều. Đội sự kỵ binh của Italia này công nhận là hổ báo thật. Xong, chúng ta đã kiểm soát được thêm một vùng nữa. Ai giả vùng này có đến hai nhà lính thảo nào. Thảo nào nó thủ khỏe thế. Bây giờ mình sẽ lâng vào đây à. Ta mình mới có. Cá nữa. Được so ở vùng này có nổi loạn. Vẫn phải mất một lượt nữa để duy trì an ninh trật tự ở đây rồi. Ô, cái vùng này nó bị hết lương thực này. Nó có một cái hạm đội đây. Vây nó lại đã. Let them cower before our strength. We take this settlement for the tribe. À, có kỵ binh, may quá. Longbow Hunter. Come, sit, get on our way. Kill them. Được, cho nó tiếp viện vào thì là đánh nhau được. Trận chiến cuối cùng bọn này. Chỗ này thì mình có nguyên đội cung à? Nguyên lữ tướng thôi. Nguyên lữ tướng và đội cung. Quân tiếp viện của mình vào từ đây à? Thế thì có thể là mình sẽ cho tay khiển khai quân ở đây.
Chúng nó có lực lượng hải quân đổ bộ. Hãy trả hải quân đánh bộ nó. Hải quân nó đông ghê nhỉ? Our reinforcements have arrived. Ra đây. Kỵ binh đâu rồi? Ra đây. Trận này toàn Purazaspi. Trận này lính của mình lại hơi cùi. Lính này nó chỉ thiên về phòng thủ, nó không đánh nhau giỏi. Chào lên bờ xem nào. Chào lên bờ cung mình bắn chết luôn. Nếu kịp di chuyển vào thành thì di chuyển vào thành luôn đi. Kệ cho chúng nó vào sau. Chúng ta có đội cung rất mạnh. Cung của Hy Lạp thì lúc nào mạnh. Taxia Warriors, bọn này không đáng, không có gì đáng sợ. Chúng nó trèo lên bờ rồi này. Archers! Cuối cùng mình chạy. Hidden units have been discovered. Vai. Italian noble cavalry. Italian noble cavalry. Zaspi. Rồi ra đây. Sắp tiếp đằng sau lưng nó. Nhưng của Đức đâu phải giọng vừa. Kêu kêu kêu. Đám còn lại là chưa đổ bộ lên rồi. Đổ bộ lên anh xem nào. Rồi.
vào đằng trong. Bộ đội kỵ binh của mình càn lát hết chúng nó rồi. Berserker tiến vào luôn cho bọn ngoài kia giải quyết sau. Ui giời, kỵ binh của mình áp nhờ. Đấu với cung tên mình à? Rồi, bắn con này. Thôi được rồi, Italian Noble Cavalry tiến ra ngoài này. Và đến đây rồi thì để cận chiến giải quyết. Chưa thèm đổ bộ à? Hơ, bọn này. Germanic Warriors! Italian nobles! Follow me! Forward! Archers! Take aim! Urazasti! Không cần thiết lập đội hình. Chơi được hết. Này toàn cầm dao phát. Phòng thủ cận chiến của bọn Urazasti này nó khá cao. Ây da! Ây da, ây da, chúng thủ đó bắn tiếp vào đằng sau. Bọn kia bắt đầu đổ bộ à? Ờ, vào đi. Mày chết. Kỵ binh nó sốc từ đằng sau lưng rồi. Udazasti. Italian Noble Cavalry. Rồi kỵ binh rút ra ngoài một chút đã. Bắn điểm trợ, bắn điểm trợ ngay. Tách thành hai đội rồi, nó dễ điều khiển. Our general is under attack.
con gái của thần chiến tranh này. Vãi à, nó thét, tiếng thét xung trận. Tấn công kiểu Fancy. Gì đấy? Bọn cầm xa thì nó trong này đông nhỉ? Giết. Lùa luôn. Mà là đội kỵ binh nó phản đây rồi. Ô, mấy thằng khỉ nó đổ bộ ra đây thì xong phim. Giả Thaxia Warriors đội cung mình bắn ngay khẩn trương. Xong chưa? Our general has fallen. Chết tướng à? Đánh trận này nguy hiểm lắm, nhưng mà phải cho đánh cho nó vui. Được cái này có cả hai thằng tướng đều chết thì chúng tết à? Ô vãi trưởng, chắc khả năng do thằng này. Đây đâu, vòng ra đây. Vãi nhỉ, chết mất hai đội tướng của mình luôn à? Nhưng mà hình như đây là hai tướng đều là của các quân đoàn dự bị. Ôi thế đây cũng nguy hiểm đấy, thì nó dễ làm đảo chính lắm. Bọn Italia Noble Cavalry này nó không mất quân mấy nhỉ? Thế rồi. One of our units has used all its ammunition. Bọn Thassia Warriors này nó toàn vác với dao phát này. Chết hết. Liệu cung phơ cho nó chết hết. Xong rồi à? Xong rồi, ra đây đứng. Nó có vào được đâu. Nó vào tầm gần này thì mấy thằng này lén cái luôn nó chết. Ôi dồi ôi. Rồi xong. Còn một thằng ở ngoài. Đạo tướng. Trận này thiệt hại nặng quá nhỉ, mất hai tướng đâu. Hai quân đoàn này mình sẽ cho hai tướng nữ của phe khác luôn. Cầm nhưng mà bây giờ nó đâu có quân tướng nữa đâu. The enemy general is dead. Chết sạch, cụ thể nó bắn chết sạch.
Chết cái gì không chết, chết tướng, đau đầu. Rồi, giải quyết xong bọn này rồi. Mình sẽ khôi phục một cái nước ở đây lên. Còn lại mình sẽ đưa quân đi chỗ khác. Đưa quân đi chỗ khác, mình không muốn chiếm cái vùng này. Ready for battle. Ôi, toàn tướng của phe mình hết à? Và corruption. Chẳng nhẽ mình lập thêm vài quân đoàn nữa. Cộng 5 tinh thần chiến đấu. Ready for orders. Chết rồi. Tinh. Điểm trung thành của thằng này tụt kinh quá nhỉ. Chồng chết trong trận chiến. Cho nó lấy chồng mới. Phải mà ta tăng cái này lên không thì nó sắp làm loạn mất. Một thằng mất vợ, một thằng mất chồng. Thế nó mới có việc để làm chứ. Chứ còn nếu mà trận nào cũng mấy thì anh em cũng không biết làm như nào, đúng không? Chúng ta bị trừ rất là nhiều đây này. Nhưng mà không sao cả. Trừ 26 điểm nguy cơ, độ chiến là 32%. Tự dưng để chết mất hai thằng đấy cũng nguy hiểm quá. Đây vẫn là Admiral à. Cho nó đi làm ngoại giao với thằng Athens. Thanh niên này nữa cho lấy vợ. Mười tám phần trăm nguy cơ xảy ra nội chiến mà chúng ta lại không thể dùng tiền để giải quyết được à? Tại mình hết tiền thôi. Thử giảm bớt đi xem nào. Có 1,000+ thôi mà, nhưng mà không được. Tới nha. Trong ngắn hạn chúng ta phải... Cái thằng... Thứ màu xanh xanh đấy nó kiểm soát Macedonia và Malaga. Vậy thì chúng ta sẽ cho hai vùng đó hỗ trợ của nó. Đúng không nhỉ? Seahawks. Seahawks. Macedonia. Và vùng này. Vùng này thì không cần nữa rồi. Tăng vào cái điểm trung thành vào vùng này. Những vùng trên này thì vùng này chắc chắn vẫn phải có bởi nó vừa với chị An. Vùng này thì không cần này. Đột xuất chúng ta phải giải quyết một vấn đề như thế thì nó... bỏ cái vùng này tạm thời à, cho nó nổi loạn lên à? Thì cho mình nổi loạn còn hơn là bọn này nó nổi loạn. Bao nhiêu điểm trung thành? 19 điểm sau lượt sau thì chắc là êm. Chưa thể đảo chính ngay được đâu. 18% nguy cơ xảy ra nội chiến. Để chết luôn. Oh shit. Sao lại chiến tranh với Sparta nhỉ? Mấy thằng dạo này nắm chuyện quá. Vừa mới được khôi phục lên nó lại chiến tranh với Sparta rồi. Quân nổi dậy à? Vùng này nó đã có nổi quân nổi dậy rồi. Đánh nhau nhỉ? Quân nó đông quá. Chị An cái bổn thôi. Cho quân đoàn này về đánh cho nó nhanh. Sao mình đầy đủ quân đây rồi mà.
serve my people. Tăng cái lòng trung thành lên đã. Làm được cái gì? Chúng ta đủ quân đội ở đây. Cổ thân thằng bé vừa mới chui được lên chưa kịp nhìn thế giới như thế nào đã lại dẹo. Xây mấy cái điện thờ ở đây. Sao nào? Dương 7 ngay, các bạn thấy chưa? Có điều là mình vừa bị chết hai tướng này. Cái điểm ảnh hưởng chúng ta do phải bỏ ra để nâng cao cái ảnh hưởng của phe này lên nên là bị giảm rất mạnh. Nhưng mà chúng ta đã giảm tiêu diệt được cái nguy cơ xảy ra nội chiến, các bạn nhìn thấy không? Đấy. Đấy cũng là một cái để cho anh em, gọi là một cái chia sẻ với anh em về cái cách giải quyết vấn đề đấy. Thế khi mà điểm nội chiến nó cao thì làm nào? Đấy. Chúng ta cũng dùng cách đó. Đó là chúng ta phải vào những cái vùng mà thuộc sở hữu của phía chúng ta. Để cái quân đoàn này ở đây, vùng này. Rồi, có thể mua quân ở đây được rồi. Hết tiền rồi, tuyệt vời đó. Hết tiền rồi. Có thêm sàng. Tôi mua lương thực à? Hay giả, để được ổn định được cái vùng này thì chắc cũng còn lâu đấy. Mình vừa khôi phục nó lên đấy, chiến tranh với thằng này. Thằng Sparta này muốn chết à? Vùng này lượt sau lại tiếp tục có nổi loạn à? Cho quân ra đây đóng nữa. Thành to thì nó không đánh được. Có 14 đơn vị phòng thủ rồi. Nó không đánh được. Chỉ có các cái làng nhỏ này bọn nổi dậy nó mới dám đánh thôi. Mất một khoảng thời gian nhất định nữa để trị an. Thành lập cái hạm đội chưa nhỉ? À rồi. À, đâu có tiền để mà thành lập đâu. Đây này. Cung thủ nữa. Đắt lắm. Một trận chiến tào lao là mình mất chậm mất kế hoạch của mình xuống một chút rồi đấy. Kế hoạch của mình bây giờ sẽ là phải đây. À từ thằng này cứ đứng ở đây đi. Có lẽ không cần nhiều quân đâu. Cho quân đoàn này đi tấn công. Chúng ta còn quân đoàn nào nữa đâu nhỉ? Chiến trường phương Bắc của mình. Xong rồi. Có thể mình sẽ cứu thằng này bằng cái hiệp ước là Joint Confession. Mình sẽ thống nhất các cái tộc Đức đây các bạn ạ. Khi các bạn muốn thống nhất các cái bộ tộc cuối cùng huyết thống ấy, nó phải có cái hình thứ nhất là Same Blood, đó là cái ba cái đôi tay bắt vào nhau này. Đấy là điều thứ nhất. Cái thứ hai là chúng nó phải chịu đồng ý đó. Mình thấy ở đây là chúng nó chịu rồi. Đấy, như thế này là được rồi. Mình sẽ thống nhất một tộc Đức nữa để kiểm soát toàn bộ vùng Xuyên. Ở đây là chúng ta được thêm một quân đoàn nữa. Nó chưa cộng một cái trai gì hết. Có vẻ như chúng ta được một nữ tướng. Hình như là sẽ... Mình cũng không biết cái thằng đấy nó thuộc phe nào luôn. Theo
nó là Theodore, Theodore. Đây, mày qua cái phe đấy nó thêm một thằng nữa à? Như vậy là chúng ta được bổ sung thêm một đơn vị quân ở đây. Mà không cần phải chiến tranh, chúng ta đã có thể thuyết phục được nó về phe của chúng ta. Cái vùng này thì mình sẽ convert nó sang cái công trình này vì mình không có ý định tuyển quân ở đây. Và mình sẽ cứu nốt thằng Đức còn lại này nữa trước khi bị thằng này nó tấn công. Người anh em của chúng ta cuối cùng, người anh em người Đức cuối cùng này. Welcome, worthy friend. Rồi chúng ta sẽ cứu. This agreement is like a feast after an empty belly. You are a truly worthy friend. Yes. Chúng ta đã kiểm soát được cả hai bộ tộc Đức ở đây rồi. Bằng cách hợp nhất các bộ tộc Đức lại. Bây giờ thì chúng ta sẽ có một cuộc đối đầu với bọn này. Rồi, chúng nó đang ghét mặt ra mặt rồi. Mấy thằng này thì không. Thì chưa thôi chứ không phải là không. Đầu tiên mình sẽ đập thằng này đã. Mình sẽ cần cái mỏ sắt ở đây đã. Và thằng Đức này sẽ là mục tiêu tiếp theo. À thằng Suvo này. Nhưng mà đầu tiên chúng ta phải trị an được cái vùng đây đã. Vùng đất của chúng ta vẫn bất ổn. Quân đoàn của nữ tướng có lẽ phải rút lên đây đã. Chúng ta cần hồi quân. Chuẩn bị các cánh quân để chúng ta chuẩn bị. Thanh niên này lên đây mua xe bắn đá cho anh. Thanh niên này thì mua quân à? Hết tiền rồi. Chúng ta đang rất nghèo. Nhưng mà quân đoàn phương Bắc này mua quân làm gì lắm thế nhỉ? I live to serve my people. Toàn lính củi. Thay bằng một tướng khác cũng vẫn là của phe đồng bọn. Đây này, em này xinh này. Can I finish my wine? I am ready. Drinking is forbidden. Và rút quân xuống đây cho anh. Kiểm soát một cái vùng rất đơn giản, không phải mất quá nhiều lực lượng. Chúng ta có đến tận 2 mỏ amber ở đây. Cái vùng này giàu có nhỉ, toàn tài nguyên luôn, gỗ và amber. Chuẩn bị tiến xuống phía nam và mua quân cho anh. Mình có thể mua thêm bao nhiêu thằng spy nữa? Một thằng spy nữa. Tốt rồi. Tình hình chính trị bây giờ là khá ổn. Ngoài khỏi bổ nhiệm chúng nó bây giờ chúng ta sẽ tốn điểm lắm. Cả phải lo trị an cái vùng này nữa đây. Lần sau nó lại có nổi loạn tiếp rồi. Biết ngay mà. Còn phải mất rất nhiều thời gian nữa mới giải quyết được cái vấn đề nổi loạn của bọn này. Cái công trình xây dựng các cái đền thờ nó rất là cũng để nó cải đạo nên mất rất nhiều thời gian. Chúng ta xây càng nhiều đền thờ thì nó càng nhanh cải đạo thôi nhưng mà. We have consulted the seers. Thằng này bỏ nhiệm vụ không xâm phạm với nhau mình à? Odessus. Có một cái đền thờ này nó không trừ cái quái gì luôn. Không trừ lương thực này. Và thăng vào công nghiệp. Ở vùng này thì có công nghiệp đây. Thật tuyệt. Được hỗ trợ rồi.
có vẻ chị an ổn hơn rồi đấy. Mình cần lương thực, mình đang rất cần lương thực. Xem nào. Welcome, worthy friend. Your people are a byword for honor, but I cannot quite accept the terms that you offer. Thằng khỉ này, điểm ngoại giao của mình đang bị trừ rất nặng. Thằng này. Be welcome here and speak as you wish without fear of consequence or danger. Cái này nó không có chế độ bắt làm chư hầu nên là hơi khó nhỉ. Chết thật đấy. Thằng đồng minh này của mình nó lại chiến tranh với mấy thằng Slaver này. À thằng Hy Lạp này. Parthia. Mạnh đấy. Pharaoh, master of the Nile, blesses our meeting and wishes all to speak truth so that agreement is reached. Hai thằng này liên thủ. Đánh thằng này à? Mười lượt nữa. Mười. Được. Có thể tạm ổn rồi. Can I finish my wine? Chuẩn bị lại chuẩn bị có chiến tranh tiếp. Relax. I am ready. For the all highest. Father be praised. Excitement at last. Warriors, move out. Nó có một cái mỏ sắt ở đây. Anh già toàn lính đời ba. Một cuộc chiến tổng lực sang khu vực. Chúng ta đã thống nhất toàn bộ tất cả các cái tộc người Đức đều nằm trong biên chế của chúng ta rồi, cơ chế của chúng ta rồi. Bây giờ thì chúng ta không còn một người phe Đức nào nữa để có thể thống nhất nữa rồi. Thống nhất toàn bộ các bộ tộc người Đức. Cứ từ từ bình tĩnh, chúng ta cần phải từ từ và bình tĩnh để chuẩn bị lực lượng. Sẵn sàng cho cuộc chiến. Tiềm lực kinh tế của chúng ta bây giờ vẫn là có thể gọi là khá. Thu nhập từ giao thương. Lại có một đứa trẻ hy sinh. Cái vùng này rộng ghê nhỉ, tận trên kia nữa. Bây giờ thì mình đã tạo ra một cái biên giới khá là tuyệt. Nhưng mà căng nhỉ. Mấy cái vùng bên này nó có hồi quân không? Vẫn hồi được đúng không? Đây là đất của thằng đồng minh của mình. Một đồng minh của mình. Chính xác thì nó là liên minh phòng thủ. Your offers, but do not wrap them in love. Your offer was kindly, but we have no need to share glory. Đế quốc của chúng ta lên một cấp cao hơn nên là cái điểm ngoại giao của chúng ta bị trừ rất mạnh. Đành phải thế thôi, biết làm nào bây giờ. Oh, Father, be praised. How can I help? Thằng này nó đồng minh với ai nhỉ? Đồng minh với một thằng Sivu.
và không chiến tranh với ai. Bây giờ mình chiến tranh thì mình sẽ gây chiến với thằng này. Kệ thôi, chiến tranh là không thể tránh khỏi. Này attack, đánh một trận đánh đêm, bắt cho nó xông vào đây. Lâu lắm rồi không được đánh đêm, đã là công đức là phải đánh đêm chứ. À, nó chui ra ngoài à? Thế thì mày càng dở hơi rồi con ạ. Đối với quân Đức thì cứ tấn công kiểu frenzy, dàn đội hình lên, chọn đội hình tấn công, không phải xoắn. Thay cái đội cung này bằng Kraton Archer đã. Lên Swordmaster. Was killed by a god, stabbed in the back by a treacherous slave. Will you Serena? Godan warriors ready. Godan warriors, những chiến binh của thần Godan. Quái gì mấy cái thằng Đức này. Đang di chuyển kiểu gì đấy? Our hidden units have been discovered. Con này liều nhỉ? Chơi anh à? Washroom. Xây bắn đá rồi, bắn vào đây. Tấn công dạng frenzy là sở trường của quân Đức rồi. Liều ăn nhiều à cô? Liều ăn nhiều à? The battle is turning in our favor. Đánh đêm thì chúng ta được cộng cả về tinh thần chiến đấu nữa cơ mà. Cô rồi bắn đây cho anh. Rồi. Xuyên thủng hàng phòng ngự đó. Xuyên thủng, xuyên thủng. Liên thủ luôn, quân nó chạy tán loạn luôn. Tấn công ban đêm để chúng ta mạnh thật. Úi sổ, úi sổ đạp cho bọn này ngã dưới rụi đi. Rồi bắn ra cho anh. Noble Riders, Noble Rider. Kẹp chặt cái bánh mì luôn. Ơ rồi, xe bắn đá dừng. Thôi phơi chết con mình. Những trận chiến trong màn đêm thật là thú vị. Úi sổ rồi. Đánh nhau với quân Đức thì không thể ăn được. Đánh nhau trong đánh đêm là sở trường của người Đức rồi. Ái giả đang đánh nhau với tướng của nó là Berserker xông vào. Úi dồi ôi,
Berserker nó lao vào cho bọn này thì chết luôn. Ngoài Berserker nó tấn công từ đằng sau lưng thì rất mạnh. Đó là kiểu tấn trung trận vừa rồi chúng ta đánh nhau theo, đánh theo kiểu frenzy đấy các bạn. Chứ không có cái đội hình con rùa nữa đâu. Tấn công kiểu frenzy nó rất là thú vị. Rank 2. Chúng ta vừa gây chiến với một thằng. Hình như vùng này của chúng ta là có cái gì rồi? Có cái kiếm rồi. Vùng này có cái áo giáp là vừa đẹp. Ăn má đức 70% à? Không sợ. Hay quá. Bút luôn. Hết tiền à? Thằng này nó sẽ phải quay vào nó đánh này. Mình sẽ được một trận thủ thành. Sắp có một trận chiến nữa ở đây. Ồ, thằng này chắc chắn nó sẽ thân mình hơn một chút xíu. There's a good pork roasting for you, and better ale and mead set aside. Thằng này nó là đồng minh của mình, à liên minh phòng thủ của mình à. Hay giả, thằng này thì nó lại là chưa là gì của mình cả. Mình muốn kiểm tra xem cái vùng này là thuộc sở hữu của những thằng nào ấy. Ngắn nhất lại có một cái vùng này. Welcome, worthy friend. Thanh niên này tự dưng lại gây chiến với thằng Sparta. Mình cứ để cái mức độ chiến tranh với thằng Sparta ở đấy á, để mình xem mình muốn chiến tranh với thằng nào. Hiện tại mình đang mất 3 quân đoàn đóng ở đây để phòng thủ, để trị an cái vùng Thaxia. Tất nhiên là mình sẽ không thể để gần đấy quân ở một cái chỗ như vậy được. Mình sẽ phải rút đi, nhưng mà mình gây chiến với thằng thằng Avani trước à? Căng nhỉ. Rồi, một trận đánh vì danh dự của chúng nó. Chúng ta không cần đội quân dự bị này, cho nó đứng trong nhà. Quân Đức này nó tấn công dạng frenzy rất tuyệt. Mình rất thích cái kiểu tấn công đấy của nó. Mỗi tội là cái chạy chó này nhìn trông hơi buồn ấy. Thằng này bị thương cho lùi lại. Berserker. Battle group awaiting your word. Warriors grouped. Lên đi. Look at this angry, ugly lot. They look like they'll stab you in the back as soon as blink. Well, I suppose we owe it to the ancestors to defend them. À, chúng nó phải tiến ra đây cơ mà. Mình cứ tuyệt sao phải du thủ du thực thế nhỉ?
Ok. Bắt cho nó phải xông vào chứ. Ngon thì cứ việc vào. Giết hai thằng ngựa này nó đã. Để cho nó khỏi quẩy mấy đội ngựa này. Úi dồi ôi. Ăn no đạn luôn. Và tầm gần thì cung thủ mới bắn. Our hidden units have been discovered. Coi chừng bắn vào quân mình. Mấy con ngựa điên này. Chết trong một nốt nhạc. Rồi. Còn ở đây nữa này. Lysentic. Ui. Bọn lính của mình tha hồ lén phi luôn. Xong. Xe bắn đá. Bắn. Rất là tuyệt. Our hidden units have been discovered. Our hidden units have been discovered. Rồi. Cho bọn đá bắn đây. Cứ bình tĩnh cho bọn này nó vào. Mấy berserker chuẩn bị lên đây. Sao nó áp sát hết đấy. Úi dồi ôi. Sợ mẹ thì chúng nó toàn lấy speed. Ăn làm sao được đi kiếm. Longbow Hunter. Bắn được tiêu nó cho anh. One of our units has used all its ammunition. Melee fighters ready. Mấy thằng dở. Nói thì thôi, mấy thằng sứ vô nó mạnh lắm. Mình chơi rồi biết, mình biết Avani cực mạnh. One of our units has used all its ammunition. Ai sẽ ném hết cả phi luôn. Không vào mà khu. Speed Warriors. Liều thế cả. Bắn. Thôi đâu rồi, đứng lại đây. Làm ngoài tầm bắn, khó chơi. Warriors of Germania.
À, nó ném phi lùm chết khá pháo của mình. Thằng chó chết. One of our units has gone berserk. Vâng, điên cuồng chém giết, đúng rồi. Điên cuồng chém giết là đúng. Hunters. Giết thằng tướng của nó chết đã. Berserker, berserker. Enemy general is dead. Ôi dồi, cái đinh này nó sốc cho này. Úi dồi. Ai già rồi mà đội kỵ binh nó tràn vào phát rồi. Bọn này mất tinh thần luôn này. Ôi. Dã đáng đồng loạt luôn. Đội kỵ binh nó tràn vào phát rồi, dã đáng đồng loạt luôn này. Massacre. Đội quân này là thuần quân Đức này, chưa có bất kỳ một đơn vị nào khác này. Xong. Về đây ăn nghỉ cuối cùng luôn. Chúng ta nghiên cứu xong cái công nghệ gì đó nhỉ. Đây à, có cá thêm à. Cái này nó hỗ trợ cho nông nghiệp này. Thương mại. Thế là được rồi. Không thằng nào dám động vào mình nữa đâu. Rút bớt quân đoàn. Đây là quân đoàn của... quân đoàn nhà vua đâu nhỉ? King. Chính xác đây là King. Bộ chúng ta nâng cấp giáp sau vậy. Hết tiền rồi. Chưa đủ tiền để nâng cấp gì cả. Có đã lên đánh nhau với thằng này chưa ngay không nhỉ? Bởi vì mình đang chiến tranh với thằng thằng này thôi mà. Kinh nhỉ, thằng này tiến đến đây được à? Mình chưa đủ phòng tuyến của mình bây giờ mới ở đây. Mình cần chiếm được, cần có ít nhất 2 quân đoàn nữa ở phía Bắc. Điều đấy có nghĩa là chúng ta phải 2 quân đoàn đang đóng ở vùng này. Sẽ phải cử lên trên đấy à. 1 rồi. Đây nữa. Không được. Quân đoàn này cho ra đây phòng thủ. Cho quân đoàn này đi tấn công. Chúng ta sẽ cần 2 quân đoàn ở phương Bắc. Một trong 2 quân đoàn là phải quân đoàn của nhà vua. Tạo ra một cái phòng tuyến đủ mạnh nhé. Có một phòng tuyến đủ mạnh để đánh nhỉ. Cần có một cái phòng tuyến đủ mạnh. Hết tiền. Kinh tế thì cũng tạm. We have need of talk. I'm greetings. Now speak plainly.
Thằng này về căn bản nó cũng không ưa mấy thằng Sivo. Thằng này thì nó là đồng minh quân sự của mình rồi, không nói. Chiến ở khu vực châu Phi. Thank you, great ancestors. Một cuộc tổng tấn công sang lãnh thổ của bọn Pháp thì đây sẽ là chiến dịch phải thể nói là rất lớn của người Đức. Thực tế thì mình chưa bao giờ chưa mời trung thành. Chết rồi, chúng ta chọn sự kiện nhầm à? Đây, âm 7 này, được cái chúng ta không thiếu tiền. Lên chính trị rổ thịt là nền chính trị mà chúng ta có thể dùng tiền để mua lá phiếu cử tri. Đây là một trăm cách mà. 65. Chị ăn cái vùng này cho anh đã. Rồi, ok. Một đường biên giới khá nguy hiểm. Bây giờ mình chiến tranh là mình sẽ mất cả giao thương với nó. Vùng này của nó cũng đang bạo loạn rồi. Các vùng đất này của nó cũng đang có xảy ra bạo loạn. Mà quân Đức này có một cái điểm mạnh đó là nó có khả năng cướp bóc đúng không? Sẵn sàng. Đúng rồi, quân Đức nó rất mạnh về cướp bóc. Thêm một quân đoàn nữa, chỗ đấy mua quân à? Mấy thanh niên này mua cái xe bắn đá. Hết tiền. Để sao vậy? Phòng tuyến của chúng ta bây giờ thì có thể nói là tương đối ổn. Thực ra thì mình cũng không muốn chiếm thêm nhiều đất, bởi vì chiếm thêm nhiều đất bây giờ chúng ta bị tham nhũng rất nặng. Mình thực ra mình cũng không muốn thống nhất các cái tộc Đức kia đâu, nếu không phải mình nguy cơ chúng nó sắp bị nuốt chửng bởi thằng Sứ Gô, nên là mình đành phải xác nhập các cái vùng đất đấy vào lãnh thổ của chúng ta bằng giải pháp ngoại giao theo ý nguyện của chúng nó. Mình đề nghị chúng nó sát nhập vào với đế quốc của chúng ta thì nó đều ở mức 2, các bạn có thể thấy rồi đấy, rất là cao đúng không ạ? Các tộc Đức đã được thống nhất với nhau rồi. Giờ đây chúng ta là một nước Đức thống nhất. Bác ô mèo rồi. Bác ô mèo. Nó chỉ giảm trị an thôi, mình không sợ lắm. Cái sự kiện này nó chỉ giảm trị an ở cái vùng nào đó thôi. Nói chung thì lãnh thổ của mình trị an nó đều tăng rồi, không sợ. Từ chứ nhỉ. Mua quân cho thằng này ạ. Rồi. Thanh niên này đứng đây phòng thủ thì rắn rồi. Cứ bình tĩnh. Can I finish my wine? To travel. Mình cho quân sang lãnh thổ nó cướp bóc như này là nó rất bực mình đấy.
Và sớm hay muộn nào cũng là sẽ có chiến tranh xảy ra thôi. Một màu đỏ rồi, rực rỡ rồi. Chiến tranh là điều sớm hay muộn cũng sẽ xảy ra. Cái nhỉ, thanh niên này đánh tan được cả thằng. Welcome, a worthy friend. Thằng này nó là liên minh phòng thủ của mình mà nó đã chiếm được cái vùng này rồi cả. Một thằng Bồ Đào Nha. Cái khu vực Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha đấy thì mình chưa biết được, để xem tình hình như nào đã. Bây giờ thì mình mới nâng cấp cái mỏ sắt lên nữa, để mình nâng cấp tất cả quân đội mình lên. Lắp vàng nữa. Kinh tế của mình bây giờ khá mạnh. Chúng ta đang dàn quân trên toàn bộ, trên toàn tuyến, chuẩn bị cho một tổng công kích vào lãnh thổ của đối phương. Nước Anh nó là đồng minh quân sự của mình rồi. Cố gắng giữ yên ổn ở cái khu vực phía đông. Mình không muốn tiến sang phía đông một chút nào luôn. Bởi vì thứ nhất nhiệm vụ của mình không phải sang bên đó. Và cái thứ hai là khu vực bên đấy cực kỳ bất ổn. Tại sao lại có quân nổi dậy ở đây nhỉ? Nó mò lên tận đất của mình bằng cách nào này? Sao mình không để ý cái thằng khỉ này nó ở đâu, nó chui ra tận đây nhỉ? Mình có hai đội lượng, nó thì toàn... Ủa nó full xạ kỵ à? Trong trận này xong rồi. Ăn bằng niềm tin luôn. Rechodava của mình à? Ôi nó tiêu diệt được cái thằng đồng minh của mình ở đây rồi. Mình không quan sát map rồi. Good ô mèo. Good ô mèo. Nguy hiểm quá nhỉ? Đây đây, kế hoạch của chúng ta bị chậm chân lại một chút xíu, mình chưa quan sát vào cái thằng này nó lại làm loạn ở cái đây, giỏi ngất. Đau đầu nhất là mình đã đưa các quân đoàn đến tận đây rồi. Thằng kia bị thất thủ à? Không sao, một quân đoàn ở trên này là cũng chắc ổn rồi. Nhưng mà nếu như chiến tranh xảy ra thì mình phải tấn công vào đây rất mạnh. Và như vậy thì chưa được. Mình đang kích động nổi loạn ở đây. Một quân đoàn tấn công vào đây thì nó chưa đánh vào đây được ngay đâu. Nước Anh là đồng minh của chúng ta. Accept as a most humble. I agree. Thằng này vừa bị mất một cái cảng biển đó. Trade lại phát à? We have need of talk. I'm. You speak. Liên minh phòng thủ. Greetings, friend foreigner. Greetings. Speak, and I will hear your words for Pharaoh. Hmph.
không quan sát nhỉ. Nhưng mà nó cũng không thể tiến được xa hơn nữa đâu, bởi vì là nói thực nó không có cơ để tiến. Có điều là nếu mà tấn công thì bây giờ cũng hơi khó. Tấn công được bây giờ cũng hơi khó, bởi vì là bọn chúng nó toàn full đội hình toàn xạ kỵ như này thì mình đánh kiểu gì đấy. Phục kích thì quân đoàn của mình nó cũng hơi thiếu các đơn vị chuyên phục kích. Mà phục kích thì cũng không ăn được cái bọn xạ kỵ, nó chạy nhanh ngay. Đã lên đến đây rồi. Cái thành này không thủ quá. Kệ nó, cho nó chiếm phát ạ. Đánh lại luôn. Kinh chưa? Giáp vàng, kiếm vàng này. Ủa, giáp 143 đội kỵ binh này. Bọn này phòng thủ cận chiến của nó cao vãi chưa. Quân đoàn của nhà vua này mạnh thế nhỉ. Quân đoàn cấp 8. Không đùa tí nào luôn. Chỉ số rất là khủng khiếp. Cái cảng nó thành cảng nổi loạn rồi. Chiếm cái vùng này. Cái vùng này thì loạn xạ lắm. Nó không còn quân nữa đâu. Đâu à, quân đoàn phương Bắc của mình nữa đâu. Rút quân rồi à cưng. Từ đã nhá, để hồi quân đã. Lâng cấp sáp rồi đã. For the tribe! All father be praised! Excitement at last! Mày làm cái gì mà đứng quân ở đây? Mua đánh nhau à? Kiếm tiền đã. Đất đai của nó sắp bạo loạn đến nơi rồi. Việc sau là có bạo loạn này. Nó sắp phải lo dẹp loạn này. Vẫn chưa hai lương thực. Mất vùng Prechorava là mất nhà lính của mình ấy. Ồ, mà nó phá thì mình toi đời đấy. Nhưng mà cái vùng bên này thì mình cũng không cần tuyển quân nhiều nữa. Mình chuyển sang cái vùng Ý mình tuyển quân được. Vùng bên đấy nó tăng giáp cũng được mà. Có điều là mất một vùng nó hơi tiếc thôi. Rồi cho nó chiếm lốt cái vùng này. Khỉ thật, mấy con ngựa của nó. Nó di tản liên tục. Không chiếm à? Không chiếm à? Mày không chiếm thì mày định làm gì? Không dám đánh nhau đâu.
Mày rồi. Kinh tế của mình vẫn ổn. Vẫn đang tăng. Kinh tế của mình vẫn đang tăng trưởng. Như vậy là ổn. Sống là nhờ cướp bóc khác được khá nhiều ấy. Các vùng đất của nó sắp có nổi loạn. Đợt sau là sẽ có nổi loạn. Ở đây có, bắt đầu có rồi. Mấy thằng Đức nó bắt đầu khôi phục lên đấy. Và nó khôi phục lên thì mình sẽ cưa lại thống nhất bằng ngoại giao nhỉ. Cũng được, đỡ tốn kém. Chưa cần phải chiến tranh vội. Chưa cần phải chiến tranh vội. Cuộc chiến với mấy thằng xạ kỵ kia mình mới thấy đau đầu ấy. À, nếu mà nó chọn ra đánh nhau trên đồng bằng là mình hơi mệt. Lúc đó thì mình lại phải sử dụng cái đội hình con rùa đáng ghét. Kinh tế rất tốt. Kinh tế của chúng ta rất tốt. Và chúng ta thì vẫn đang cướp bóc được rất nhiều tiền. Chúng ta có nguyên cả một vùng ở đây. Có khi mình dùng cái giải pháp diễn biến hòa bình và bạo loạn lật đổ cũng là hay đấy. I live to serve my people. Run them down. Thằng này nó nổi loạn lên này. Đúng rồi, cái đất này của nó loạn là chắc rồi, bởi vì là nó chiếm xong nó có giữ được đâu, nó rút đi thì nó loạn này. I live to serve my people. Hay quá, thằng này nó chiếm được cái vùng này rồi. Thằng này thì nó lại khá là thân với mình. Greetings, friend. Greetings. Will you have wine? Fine olives. Đồng minh mình là khác luôn. I am ready. Ready for orders. I live to serve my people. We take this settlement for the tribe. For the tribe. March. Trận như thế này thì quá easy. Nó không dám đánh này, nó chạy này. Bây giờ thì nó làm gì? Quá nhanh, quá nguy hiểm. Khỉ thật, nó phá mất cái nhà lính của mình ở đây rồi. Mọi việc có vẻ êm rồi đấy. Có thêm thằng này nó chiếm lên đây thì tốt rồi. Cố gắng giải quyết khu vực này cho anh. Có cả thằng này nữa đây. À, chỗ này nó chiến tranh loạn xạ quá nhỉ. Nếu không nhầm thì đây là thằng Pacha. Ồ, cái khu này chiến tranh loạn xạ lắm. Cái thằng này thì nó lại thân với mình là may rồi. Nó thân với mình. Thằng khỉ nó mạnh thế. Nó kiểm soát được Kathagi cả. Sắp chắc phải đưa quân xuống đây để vào phòng thủ ở nơi rồi đấy.
À, có lẽ tạm thời mình xin dừng cái video của mình ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và đã theo dõi cái video của mình. Nếu các bạn thấy video của mình thú vị, các bạn hãy like và chia sẻ cho bạn bè để cùng theo dõi. Còn nếu các bạn muốn theo dõi thêm các cái video khác của mình, các bạn hãy đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các cái video lần sau.